Ở đây gần 10 tiếng đồng hồ. Đây rồi. Đây vẫn còn cửa vào. Ở đây em đã phát hiện một cái như kiểu là dây chỉ mọi người ạ. Đây có lẽ là có người đã vào đây. Nếu mà cách đây 14 năm về trước thì cái chỉ này chắc là đứt. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay hai anh em lại chuẩn bị đi vào một cái hang. Một cái hang mà cách đây 14 năm về trước thì có khoảng 6 em nhỏ đi chân trâu, đi thả trâu ở cái bãi ruộng đấy. Thì các em đã rủ nhau đi vào trong một cái hang mà em đã bị lạc ở đấy mất khoảng 8 tiếng. Và đến 11 giờ đêm, từ 2 giờ đến 1 giờ đêm, 11 giờ đêm, từ 2 giờ chiều đến 1 giờ đêm, và sau đó thì mọi người không thấy các em về. Thì là huy động người đến tìm. Sau đó thì mới phát hiện là các em đi vào trong cái hang đấy. Thì bây giờ hai anh em sẽ lên đấy và đi vào cái hang kia để xem nó như thế nào mọi người nhé. Anh em đang lòng vòng đây tìm đường lên. Vừa rồi thì em có hỏi qua chỗ kia có một cái nhà. Em có hỏi qua chủ nhà thì chủ nhà chỉ biết đây. Vị trí nó nằm ở chỗ này. Bây giờ anh em đang tìm đường để lên tìm cái cửa hang. Đây rồi. Đây mọi người ạ. Vị trí cửa hang nó là ở đây. Cửa hang thì vào thì cửa vào thì rất là hẹp. Nghe mọi người nói là ở trong kia thì rất là rộng. Và đến 10 giờ 30, khoảng tầm 10 giờ 30 thì có hai anh mới lên đây và phát hiện được các em đã để một số đồ ở đây, ở trong cái khu vực này nhé. Với lại lá cao su các kiểu của các em ở đây. Thì bắt đầu có hai anh đi vào và xác định là các em chắc là các em sẽ đi vào cái cửa này, và sau đó thì hai anh mới đi vào và mới tìm được các em ở trong đó. Đến 11 giờ thì mới đưa được các em ra ngoài. Thì hôm bây giờ thì hai anh em sẽ đi vào trong này. Hai anh em sẽ đi vào trong để xem nó như thế nào. Bây giờ anh em sẽ chuẩn bị đồ đạc để mang. Em thì có chuẩn bị một số đồ là để đánh dấu với đèn pin, máy quay để hai anh em đi vào. Bởi vì vào trong thì cũng không tiện mang nhiều đồ nên hai anh em sẽ để lại một số đồ ở đây. Cửa hàng rất là hẹp. Cái dưới cây mà. Cái này rất là khó vào.
đây thì có hai cái lối mà không biết đi vào lối nào. Thôi giờ anh em sẽ cứ theo cái lối nào dễ vào hơn. Lát nữa thì hai anh em sẽ phải đánh dấu. Còn rơi cũng không biết là có phải đường này em. Bây giờ anh em đang cứ đi xem là không biết là lối nào. Chỗ này có một cái lối mà ở đây có một cái lối. Bây giờ anh em sẽ lối nào đi được thì anh em sẽ cố gắng. Em đánh dấu đi nhá. Đánh dấu mũi tên nhá. Mũi tên chỉ ra nhá. Chui người qua trước. Phải đánh dấu mọi người nhé, đánh lối ra nhé, đánh dấu, đánh to vào, đánh như thế nào để cho dễ nhìn nhất. Đây có con rơi mọi người ạ.
Bây giờ anh em sẽ đi xuống dưới. Ở đây như kiểu là một cái lòng suối mọi người ạ. Ở đây chắc là mưa sẽ có nước. Đến đây thì rất rộng. Chỗ này, đây, chỗ này như nước sẽ ngập đến đây, nhưng mà ở cái vị trí này là ở trên đồi mọi người nhé. Nhưng mà theo như mình thấy thì nếu mưa to thì chỗ này có thể nước nó sẽ dâng. Có thể chỗ này nó trũng, nước nó sẽ đọng lại và dâng lên rất là cao. Chân một con gì nhiều nhất là chuẩn đâu chân chứ nhiều đúng không? Có cái chân con gì nhiều sẽ là con chuột hay là con gì ở đây em giống như một miếng xương, không phải mọi người ạ, đây là cái nhi đá thôi. Chắc là ở đây nó gấy. Ở trong kia thì vẫn còn rất sâu. Em cũng không biết là các em lạc ở cái đoạn nào và chỗ nào. Bây giờ hai anh em sẽ chuyển hướng sang hướng bên kia. Con rơi có rất nhiều con rơi mọi người nhé. Có lẽ là vẫn còn đường vào, nhưng mà bây giờ hai anh em mà cũng không biết là các em đi từ cái cửa nào vào đây. Ở đây có quá nhiều cửa nên là hai anh em cũng lòng vòng ở đây để xác định xem là có thể là các em đấy là có thật mọi người nhé, không phải là kịch bản hay cái gì cả. Có 6 em cách đây 14 năm các em đã lạc ở đây gần 10 tiếng đồng hồ. Đây rồi, đây một con cửa vào. Ở đây em đã phát hiện một cái như kiểu là dây chỉ mọi người ạ. Đây có lẽ là người đã vào đây
Nếu mà cách đây 14 năm về trước thì cái chỉ này chắc là đứt. Có, cũng có thể là các anh đấy đã sợ lạc nên là kéo theo cái sợi chỉ để đánh dấu cái lối đi để đưa các em về. Đây, có một cái sợi chỉ. Bây giờ hai anh em sẽ đi theo cái sợi chỉ. Đừng kéo nhé. Kéo nó sẽ về, cứ để đi. Thì lát nữa hai anh em mình còn theo cái chỉ về. Ở đây các cây nhu đá rất đẹp. Sợi chỉ vẫn còn đi tiếp. Cái gì đây? Tất cả ở chỗ này có một cái khe đi vào trong kia rất sâu. Để ý cái sợi chỉ này đừng để nó bị rỗi. Hình như là hết sợi chỉ ở đây rồi mọi người ạ. Đây, cái sợi chỉ có thể là nước cuốn vào đây. Em đánh dấu đi. Đánh dấu cái đoạn hẹp hẹp này để dễ nhìn. Bây giờ cái sợi chỉ đã hết, hai anh em sẽ phải đánh dấu. Hai anh em cũng đi vào khá sâu, chắc cũng khoảng 30 mét vào trong. Đây lại phát hiện một cái sợi chỉ nữa, chắc là đứt đoạn. Đây chắc chắn là có người. Chắc là có người đã vào và họ cũng sợ bị lạc nên là họ đã kéo theo cái sợi chỉ. À, nhớ đánh dấu nhé. Từ từ. Đợi anh đi qua đấy. Có mấy cái lối ngách sâu lắm mọi người. Càng vào trong thì không gian trong này càng rộng. Em lại phát hiện có một con rơi. Em đã chuẩn bị đánh dấu chỗ này. Em cứ đánh dấu nhiều vào. Đánh dấu chỉ ra nhé. Chỗ này hơi hẹp. Em cầm máy cho anh.
hộ bà mình. Đây thì em cảm thấy nó hơi khó chịu. Em thấy hơi khó thở, chắc là thiếu oxy. Em phát hiện ở đây có dòng nước chảy mọi người ạ. Em cứ đánh dấu hướng ra nhé. Rộng. Có thể là các em trong cái khu này, có thể là các em sẽ lạc trong cái khu vực này, và cũng có thể là các em sẽ lạc ở trong cái khu sâu hơn nữa. Đây có một dòng chảy. Trở ra và đi vào cái hướng kia. Ở bên kia còn một cái lối vào nữa. Bây giờ em sẽ tạm nghỉ đây một lúc. Em ở bên đấy thôi. Em sẽ chuẩn bị đốt một ít giấy, bởi vì đi vào những hang sâu như thế này có thể là có độc, nên là em có chuẩn bị một ít giấy. Em sẽ đốt lên để khử độc mọi người nhé. Là sâu, không khí nó ít. Sẽ đổi ít giấy mọi người nhá. Khử độc.
vào những nơi thế này thì mọi người nhớ chuẩn bị một ít giấy. Khi nào cảm thấy khó thở thì mọi người đốt cái này lên. Bây giờ anh em sẽ ngồi lại đây một lúc để nghỉ ngơi. Có ánh lửa lên, có cảm giác ấm áp hơn mọi người ạ. Rất rộng, những cái mỏm đá, cái này là nước chảy xuống tạo nên, rất đẹp. Nhiều lối đi. Hai anh em sẽ phải vừa đi vừa đánh dấu. Để em đánh dấu chỗ này. Chỗ này là cái lối rẽ. Không đánh dấu vào chứ. Đánh dấu ra mà. Ừ. Đây, mình đang ra mà. Không, em nhầm rồi, đây mình vào đây. Đây cái này ở đây anh đánh dấu à, đường mình vào đường mình ra đây chứ nhỉ. Đấy, cái đấy là một cái rất là cần thiết mọi người nhá. Đánh dấu nhầm là đây, đánh dấu chỗ này này, chỗ này mình lấy gì đây, được rồi, chỗ này đúng rồi. Đây là cái lỗi mà hai anh em dễ vào. Vừa rồi thì hai anh em đi vào hướng kia. Ngày xưa các cháu vào đây thì chắc cũng đi quá nên là không đánh dấu. Có thể quay ra là bị nhầm. Đấy, bây giờ hai anh em lại tiếp tục đi theo hướng này. Còn tìm được lối ra. Này thì không biết là có thể vào được không. Ở trong này thì em thấy nó hẹp dần, nhưng mà em sẽ thử cố vào xem sao. Bây giờ chỗ này em thấy là hơi hẹp nên em sẽ bỏ ba lô ở đây. Em sẽ vào một đoạn tiếp để xem còn có thể vào được nữa không. Thì bây giờ thằng em cứ đứng ở ngoài, em cứ đứng ngoài đi. Vẫn còn lối vào. Đưa cái ba lô cho anh. Tí em đưa cái ba lô cho anh nhé.
Em đánh dấu chỗ này phát. Chỗ này hẹp quá người ạ. Em đánh dấu luôn ở chỗ chân đó. Đây. Đánh cho nó rõ vào. Và ở đây lại có một cái lối đi xuống. Em cứ đứng đấy chờ anh. Để anh xuống xem như nào. Trong này rộng lắm. Em đi tí nữa em đến chỗ này em nhớ đánh dấu nhá. Thôi em ơi, từ từ em cứ ở đấy đi. Anh thấy hơi khó thở. Lối vào thì còn rất sâu. Không biết là sẽ đến bao giờ thì lối vào mới có thể hết được. Kìa sâu lắm rồi. Bây giờ em cảm thấy khó thở. Thank you.
chắc là trong khi các anh ấy vào để đưa cái em ra thì các anh đã đánh dấu ở đây. Bây giờ em mới phát hiện. Rất là nhiều lối đi nên là các em đã không phân biệt được ở đâu sẽ là lối ra. Thank you.
này thì không có lối vào gì cả. Không có lối vào. Chắc là các em đã lạc ở cái đoạn kia. Bây giờ hai anh em sẽ quay trở ra dần. Ở đây cảm giác em bây giờ cũng thấy hơi khó thở. Bây giờ thì anh em đã ra ngoài mọi người nhé. Hang thì vẫn còn rất là sâu nữa, nhưng mà anh em cũng định sẽ đi vào sâu hơn nữa, nhưng mà đến cái đoạn kia thì em cảm thấy là khó thở nên là hai anh em quyết định quay trở ra ngoài. Và cuối cùng thì anh em cũng đã ra đến cửa hang rồi mọi người nhé. Và sẵn đây thì em cũng xin có đôi lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh, thì chúng ta có con em thì hãy cẩn thận, đừng để cho các em nó tự đến những nơi như thế này sẽ rất là nguy hiểm. Và hai anh em cũng xin kết thúc video ở đây.
chào mọi người nhé. Chào mọi người nhé.